Đương Kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà là gương mặt dự thi Miss World 2021 vào tháng 12 ở Puto Rico. Người đẹp 20 tuổi đang cố gắng học tiếng Anh, cát quát và ứng xử. Ngoài ra, cô bắt tay cùng ekip khảo sát thực hiện dự án nhân ái. Tôi đặt mục tiêu không làm khán giả thất vọng, sẽ nỗ lực hết mình để có thể đạt vị trí top 12 giống chị Lương Thùy Linh năm 2019 và có thể xa hơn như top 5 chẳng hạn, cô nói với ngôi sao chấm nét. Đỗ Thị Hà cao 175cm, số đo 80, 60, 90 cm và sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, được nhận xét phù hợp Miss World. Phạm Ngọc Phương Anh là Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được cử dự thi Miss International vào tháng 11 ở Nhật. Ngay từ khi mới công bố, Phương Anh nhận được đánh giá cao từ các chuyên trang quốc tế bởi nhan sắc thanh lịch, học vấn tốt và lưu loát tiếng Anh, Pháp. Thời gian qua, cô còn học thêm tiếng Nhật để đi thi quốc tế. Phương Anh cao 177cm, số đo 87, 61, 93cm. Năm 2015, cô từng đoạt giải quán quân nữ sinh áo dài Việt Nam. Người đẹp vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành hệ thống quản lý thông tin thuộc Đại học Dơ Mít. Á hậu một hoa hậu hoàng vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sẽ thi Miss Universe 2021. Cuộc thi dự kiến vào đầu tháng 1 năm 2022, tại Costa Rica. Mỹ nhân quê Cần Thơ cao 173cm, số đo 83, 62, 89cm. Cô có hình thể sexy, làn da nâu nóng bỏng giống nhiều người đẹp Mỹ Latin. Thời gian qua, Kim Duyên vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xong cô từ chối bình luận. Hiện cô muốn tập trung tối đa cho cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới. Anh Tuấn,